Chào mừng ba mẹ đã quay trở lại với chuyên trang thai giáo và giáo dục sớm được tài trợ bởi app đặt lịch chăm sóc sức khỏe mẹ và bé tại nhà Blue Care. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về chủ đề vì sao nên cho trẻ vận động để tăng sức đề kháng. Cùng đón xem video ba mẹ nhé. Sức đề kháng là gì? Sức đề kháng chính là khả năng phòng vệ của cơ thể trước các nhân tố xâm nhập vào bên trong con người như vi khuẩn, virus, các bệnh truyền nhiễm. Khi sức đề kháng của trẻ yếu, hệ thống miễn dịch suy giảm thì đồng nghĩa với việc cơ thể của trẻ yếu ớt, có thể mắc bệnh bất cứ lúc nào mà cha mẹ không phòng trước được. Dấu hiệu nhận biết trẻ có sức đề kháng yếu, trẻ dễ mắc bệnh vặt như ho, sổ mũi, sốt, viêm họng, thậm chí nặng hơn là cúm, sốt xuất huyết, uốn ván hay bạch hầu. Trẻ mất nước có biểu hiện khô da, môi, lưỡi hoặc hay khát nước, mắt trũng, tiểu tiện ít, khi khóc không có nước mắt. Trẻ có biểu hiện chán ăn hay quấy khóc. Trẻ có thể gặp vấn đề về tiêu hóa như kém hấp thu, dẫn đến suy dinh dưỡng, còi cọc và chậm phát triển. Vết thương hở lâu lành, sức đề kháng của trẻ kém, làm suy giảm khả năng liền miệng vết thương, khiến máu khó đông và lâu lành vết thương. Vận động thể thao có lợi ích gì đối với trẻ? Vận động thể thao giúp bé phát triển toàn diện thể chất lẫn trí tuệ, tạo cho con cảm giác tự tin, linh hoạt, đồng thời giúp con có lối sống tích cực, lành mạnh. Theo các chuyên gia, trẻ vận động nhiều sẽ giúp lưu thông và tuần hoàn máu đi đến khắp các ngóc ngách của cơ thể, hỗ trợ cơ thể hoạt động tốt nhất. Khi trẻ vận động khoa học thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, xương, cơ bắp chắc chắn, đồng thời tiêu hao lượng mỡ dư thừa để tránh các bệnh béo phì từ khi còn nhỏ. Phụ huynh cho trẻ vận động thường xuyên giúp tăng cường hệ miễn dịch của trẻ, tăng sức đề kháng giúp con chống lại các mầm bệnh lây nhiễm, virus cúm mùa. Ngoài ra, vận động cũng nâng cao khả năng tập trung giúp trẻ trong học tập và sinh hoạt tốt hơn. Một số môn thể thao cho trẻ vận động giúp tăng sức đề kháng. Thể thao sức bền ví dụ như chạy bền, bơi lội, trượt patin giúp trẻ tăng sức đề kháng, thúc đẩy hệ tim mạch và tiêu hao lượng calo trong cơ thể. Đây là nền tảng tốt giúp trẻ luyện tập các môn thể thao khác dễ dàng hơn. Thể thao đồng đội như đá cầu đôi, đá bóng, bóng rổ, cầu lông, bóng chuyền. Những trò chơi vận động này giúp trẻ xây dựng tinh thần đồng đội cao, dễ dàng làm việc nhóm trong học tập và vui chơi sau này phát triển sự phối hợp giữa mắt và tay chân. Thể thao mạo hiểm như đạp xe, leo núi, treo thuyền, bơi lặn, trượt băng giúp trẻ tăng sức đề kháng của cơ thể, khả năng phối hợp nhuần nhuyễn giữa các bộ phận, nâng cao sức chịu đựng. Cha mẹ nên khuyến khích con thử sức những môn này để con có thể bộc lộ được hết sự thông minh, nhanh trí, xử lý vấn đề và đặc biệt là sức chịu đựng của con. Hiện nay, việc bố mẹ quá cưng chiều con đã khiến sức chịu đựng của trẻ rất ít hoặc không có, sẽ gây ảnh hưởng tới lối sống sau này. Thể thao kết hợp với âm nhạc như nhảy, khiêu vũ, múa ba lê, hip hop, trượt băng nghệ thuật, trẻ yêu âm nhạc sẽ rất thích những môn vận động này. Thông qua đó, trẻ có thể làm chủ bản thân về tốc độ, khả năng phối hợp giữa các bộ phận trên cơ thể, đồng thời tăng sức đề kháng cho trẻ em. Thể thao võ thuật như đấu kiếm, karate, judo, taekwondo, đấu vật giúp trẻ tăng tốc độ, sự phối hợp nhuần nhuyễn tứ chi, phản xạ nhanh nhạy, tiêu hao lượng calo trong cơ thể, xương và cơ bắp phát triển tốt hơn. Thấy được tầm quan trọng của thể dục thể thao, phụ huynh nên cho trẻ vận động nhiều hơn, phù hợp với lứa tuổi, tạo thành thói quen tốt cho con. Hoạt động thể chất nhiều không chỉ giúp tăng sức đề kháng cho trẻ em, hạn chế được các bệnh virus lây nhiễm, béo phì, thừa cân, mà còn giúp trẻ có cơ thể khỏe mạnh cường tráng, phát triển tinh thần và kỹ năng sống tốt. Cảm ơn ba mẹ đã theo dõi hết video. Hãy follow kênh để biết thêm được nhiều kiến thức bổ ích về thai giáo cũng như giáo dục sớm cho trẻ, ba mẹ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.